Rồi, chào các bạn nha mọi người nha. Các bạn và mọi người cùng xem. Hôm nay mình đã trở lại với chùa Cốt Thâm nha các bạn. Ở bữa hổm mình cũng có quay một clip thì những cái nét quay văn nó đã chưa hoàn chỉnh ha. Ở hôm nay thì mình cũng đã thấy là nét quay văn thì các bạn đã thấy đã hoàn hảo hết. Phải nói là đẹp lung linh luôn nha các bạn. Thì hôm nay mình cũng trở lại. Thôi mình quay để cho các bạn và mọi người xem tham khảo về cái nét quay văn của ghe ngò độc mộc tại chùa Cốt Thâm. Wow, bữa hôm mình quay thì cái mũi chưa xong ha. Ở các bạn coi hôm nay cái mũi xong cái quay vẫn đẹp. Phải nói luôn. Thì hôm nay mình quay cho các bạn người xem tham khảo chiêm ngưỡng nét quay vẫn. Đây các bạn, phải nói là một ông rồng quá đẹp. Phun lửa các bạn ha. Phun lửa gà. Rồng xanh luôn ha, nguyên ông rồng xanh luôn trời. Rồng xanh nhưng mà đuôi thì đuôi lửa ha. Hải hồn cho đẹp lung linh luôn các bạn ơi. Đúng là ông rồng mà đẹp thiệt ha. Cái màu giò ở dưới luôn nè các bạn. Đó, đã hoàn chỉnh hết rồi nha các bạn. Ở bờ hổm thì khúc này thì chỉ có cái gập sẵn ha, chưa lên màu. Đó, bữa nay lên màu các bạn dọn thấy lung linh luôn. Đó, thì hôm nay mình quay thì cũng vẫn còn nằm ở trên, chưa có là hạ thủy nha các bạn. Cũng chưa biết chừng nào hạ thủy. Chừng nào có hạ thủy hay gì thì chắc mình cũng sẽ trở lại đây mình quay nữa cho các bạn những người xem tham khảo và hạ thủy và tập vợt luôn. Bây giờ trước mắt mình quay cái nét quay văn cho các bạn xem tham khảo cái. Quá đã luôn. Nói chung trời cũng mưa nha các bạn, cho nên là vẫn còn chùm cao su. Phải nói luôn. Thì hôm nay đã lên theo mình thấy thì chắc có thể là đã thành công hết 100% luôn rồi ha, những nét quay văn. Bây giờ thôi mình cũng đi quay dài dài nữa cho các bạn. Vậy thì cái này là bữa hổm mình có quay thì bây giờ nó cũng hoàn chỉnh vậy luôn ha. Không có thấy không có thiệp bớt gì nữa nha các bạn. Cái này thì bữa hổm có gạch ha. Nhưng bữa nay lên viền vàng. Trên này thì vàng luôn. Và ở này bữa hổm trắng và lên. Lên cái này cũng như là đỏ đỏ hồng phấn đó. Đẹp. Nó dạ. Đây. Quá đã luôn. Còn nàng tiên cá ở sau hình như là mình nãy mình cũng có thấy là chắc cũng đã lên đầy đủ luôn rồi. Ở bữa hổm mình quay thì nó cũng chưa có lên đầy đủ không ha. Đó, hôm nay mình trở lại quay tiếp tục nữa. Giờ này mình quay cũng không có ai luôn nha các bạn. Chắc có thể là làm xong hết rồi cho nên không có ai làm nữa. Chỉ còn mấy anh thợ hồ. Rồi dài dài cho các bạn xem chiêm ngưỡng nét quay văn của ghe độc mộc đã hoàn chỉnh. Bên trong mình là ngay đây, ngay lâu lù ai chà, mưa nước cái vô nữa bạn. Hồ nước cái vô từ mấy đó ha, nó dồn xuống đây hết trơn luôn rồi. Nó gỡ cái cây đó ra là nước cái dồn xuống hết trơn luôn, hết trơn không có miếng nước luôn kìa trời. Đúng là ngày bốc ngày giữa luôn ha. Cành quá ác thiệt. Rồi, vậy thì mình dạy dạy ra làm sao coi nàng tiên cá của chúng ta đẹp như thế nào nha. Cũng hoàn chỉnh lắm, đẹp lắm mày. Đây, ra sao lái nè các bạn. Rồi, nàng tiên cá kìa, đẹp cực kỳ chưa. Quá được gỡ luôn. Bữa nay là đầy đủ ha. Đẹp lung linh luôn. Nói chung cái này thì nó bị phức cao su này kia các bạn. Cho nên mình cũng không có quay được hoàn hảo nguyên cái chiếc ghe ngò cho các bạn nhìn thấy ha. Nó bị cản á. Thì các bạn và mọi người xem cũng thông cảm tại vì mưa. Cho nên là
mình đậy cao su lại. Quá đẹp. Ở đây thì cũng là ở sau hậu đuôi thì cũng là ông rồng, đầu rồng nè, phun lửa ra lung linh thiệt nha, đẹp phải nói luôn ha các bạn. Đó. Thì mình cũng có hứa hẹn với các bạn đó, hứa hẹn thì là mình đợi xong hoàn chỉnh hết cái nét quay văn mình cũng trở lại quay cho các bạn xem tham khảo đó. Thì hôm nay mình cũng đã trở lại quay để cho mọi người xem và tham khảo nét quay văn của ghe độc mộc tại chùa Pháp Thum. Đó, hoàn chỉnh hết hai bên luôn ha, quá đẹp thiệt. Tiên cá nè, lung linh nè. Ghe này mà hạ thủy xuống một cái giờ chắc đẹp dữ lắm nha các bạn ơi. Màu rực rỡ luôn á. Nó bị phức cái cao su như này các bạn. Tại mình đẩy lại đó. Thì hôm nay mình cũng đã trở lại mình quay chủ yếu là quay toàn thể cái nét quay văn đã hoàn chỉnh hết cho các bạn xem tham khảo đó ha. Thế thì mình quay tới quay lui thì nó cũng có bao nhiêu đây thôi, tại vì nó cũng đã hoàn chỉnh hết rồi đó. Tại mình cũng có hứa hẹn với anh em sẽ trở lại quay cái nét quay văn đầy đủ cho các bạn xem á. Thế thôi mình cũng trở lại mình quay. Vậy thì bạn xem đã biết thì đây là nét quay văn nó hoàn chỉnh hết rồi đó. Cái này thì bữa hôm mình cũng quay thì vẫn như vậy nè ha, chưa có lên gì thêm, không thay đổi gì. Như vậy là chắc là đúng cái nét quay văn này. Bữa hôm thì còn thiếu cái lên màu cái ông rồng, mũi và lái. Lái thì nàng tiên cá. Bữa nay nàng tiên cá đã đủ màu sắc, đẹp lung linh nè. Rồi, vậy thì cứ chờ ngày hạ thủy và thi đấu thôi các bạn. Tập giờ thì chúng ta sẽ thi đấu. Rồi, mình dạy dạy ra tiếp tục để quay cái ông rồng lại ha. Ông rồng đẹp quá các bạn, màu xanh đẹp cực kỳ. Ông rồng gọn mà đẹp. Đuôi. Lượng ha, ông rồng lượng. Quá đẹp tuyệt không ạ. Phun lửa nè các bạn ha, phun lửa. Ở ra đây thì đuôi cũng là đuôi lửa luôn nha. Cũng không gầm quá đẹp thiệt ha. Không có màu bao nhiêu nhưng mà dòm ra nét đẹp. Thì quá hoàn hảo cái chiếc ghe ngò độc mộc các bạn. Rồi, thì cũng như màu sắc đã hoàn chỉnh hết. Quá đẹp ha. Rồi thì chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn ha.
quầy bao nhiêu đây thì cho các bạn người xem tham khảo thì bao nhiêu cũng biết ha. Đó thì chiếc cây ngò độc mộc đã lên quầy văn hoàn chỉnh hết rồi. Chỉ chờ ngày là hạ thủy và thi đấu thôi. Quá độc đáo luôn, đẹp. Con rồng phải nói cực kỳ đẹp. Rồi, vậy thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nó quay bao nhiêu đây thì các bạn, những người xem cũng hiểu rồi ha. Đó là đầy đủ nét quay văn hết của ghe ngò độc mộc ha. Rồi, vậy thì xin tạm biệt các bạn nha. Rồi, hẹn các bạn lại đón những video kế tiếp. Rồi, vậy thì tạm biệt các bạn. Bye bye. Rồi các bạn, thì hồi nãy giờ mình quay ở bên ghe bển nha. Đó, tiếp tục hôm nay thì mình qua tới cái kho ở của chùa Bắc Thum. Thì bữa hổm mình cũng có vô cái kho này mình quay. Thì bữa hổm ghe này thì hạ thủy xuống rồi để chúng ta tập vợt cho đó các bạn. Còn ghe đó thì anh em đang chắc chay chuẩn bị cho trận đua vùng biển ha. Đó, bây giờ thì chiếc này đã lên qua văn lại nha. Đó, lấy theo cái mẫu hình như là cái nét mình thấy chơi chơi thì chắc của thứ độc mộc luôn. Đó, còn ghe này thì hổm gài đậu ở trên ha. Đó, thôi hôm nay mình vô. Đó, mình quay em họa sĩ đang lên qua văn cho ghe ngò của chùa Bắc Thum các bạn. Em tên gì em? Dạ. Em tên gì? Tên Thi. Thi. Dạ. Danh Thi ha. Đó, đây là em họa sĩ Danh Thi vẽ quay văn cho chùa Bắc Thum nha các bạn. Cái gì là mình vẽ nét quay văn này cũng giống với ghe độc mộc luôn hả em ha? Dạ, cũng tựa ha. Dạ. Tựa chứ cũng không giống hùng ha. Đó thì cái lái ở bển thì cũng đầu ông rồng phun lửa ra sau này các bạn. Ở bên đây thì mình thấy cũng là ná nhau ha, giống nhau. Ông rồng ở bển đẹp quá. Ông rồng lên cái mũi á. Quá đẹp luôn, màu xanh thấy đơn giản, ít màu với một dòm đẹp ghê. Ở ghe này thì cũng mới dự đua ở vùng riền xong nha các bạn. Đợt ở vùng riền dự thì vẫn còn giữ nét quay văn cũ, là ở vùng riền hồi năm trước thì đã đạt được giải tư đó. Còn năm nay thì chúng ta không có đạt được giải, cho nên chuyến này về lên quay văn mới lại luôn, đổi phong thủy coi. Wow, đây cũng là có hình sẵn ông rồng luôn rồi nè các bạn. Ghe này thì cũng mới bơi ở vùng riền mới vừa qua nha các bạn. Đó, giờ ở đây thì đang lên quả văn. Đây cũng là một họa sĩ nữa nè, đang vẽ quả văn. Chú tên gì chú? Tên Sò. Dạ. Sò. Cái gì? Sò. Sò. Sò ha. Danh Son ha. Đó, đây là chú họa sĩ Danh Son nha. Tiếp tục vẽ ở chùa Bắc Thum. Vậy là bữa hổm chú cũng vẽ bên cái ghe ngò độc mộc bên luôn hả chú ha. Đó,
thì chú ghẻ bển rồi tiếp tục qua vẽ bên đây nữa luôn nha các bạn. Cái này nhắm mình vẽ cỡ mấy ngày mới xong hả ta? Nguyên ghe này 4-5 ngày ha. 4-5 ngày nha các bạn. Wow, dầm kìa. Trời ơi. Wow, đã luôn trời. Mới làm luôn đó quá. Dầm á để bơi ghe nào? Ghe độc mộc á hả? Wow. Wow, dầm này là dầm à. Chắc cái số dầm này, số dầm người ta tặng đó quá. Số dầm ta tặng rồi giờ mình về mình làm sơ sơ lại. Mài lại. Đây các bạn. Đó thì đợt đó mình mua người ta tặng cho 70 cây dầm đó các bạn. Bản nó bự gì nè. Bây giờ thì các anh nghệ nhân ở đây đang bào gọt cho nó theo cái ý mình lại. Ở đây thì anh Danh Son đang vẽ nét qua văn luôn. Mình lấy cái nét này giống bển luôn không Danh Son ha? Khác. Khác với ghe độc mộc ha. Hơi khác. Rồi thì quay bao nhiêu đi cho các bạn biết và tham khảo, thì là nghệ nhân vẽ ghe độc mộc ảnh thì tiếp tục bắt tay qua bên đây vẽ ghe bên đây luôn nha các bạn. Còn em mình thì Danh Thi hả, đúng không em? Cái gì? Vịt thi. Này màu nữa các bạn. Và ở đây ảnh có thấy là ảnh có thổi cùm lê luôn các bạn ơi. Nè, thổi. Vẽ xong rồi thổi. Đây cái hình ông rồng nữa bạn. Hình ông rồng này thì thứ hình ở bên ga độc mộc luôn ha. Ga lập chẳng luôn. Cái này thổi cùm lê mới thổi. Vậy là vẽ ha, vẽ xong rồi thổi hòa theo. Rồi vậy thì giống như ra này thì chiếc này đã đổi lại qua văn mới lại nha các bạn. Tiếp tục qua đây mình quay cái cây dầm sửa lại của chiếc keo ngọ độc mộc đây. Đây các bạn, các bạn nó bự lắm luôn nè, có không đủ lắm các bạn luôn nha. Các bạn bản nè. Các bạn bự hết hồn luôn, 70 cây. Đang gọt bào lại các bạn. Đang gọt chỉnh sửa lại. Ở trong đây là ba chiếc ghe ngon của chùa Bát Thum. Cái kho cũng có Bát Thum nữa bạn, coi những hải hồn vĩ đại luôn cái kho ha. Bự lắm, bự nha. Cái đà, cây xương nè, bự lắm luôn. Sư ở đây xài cảo không nha, cái cảo nữa các bạn, đó. Cảo Bá Lan không à, ba đoạn luôn, cảo Bá Lan hết luôn ha, ở đây là cảo này, còn anh em ở ngoài cũng đang làm dầm nữa. Đây là chú Son đang vẽ quá điều luyện luôn. Nó còn đây thì anh Thi cũng đang lên nét.
ảnh đang bao dăm. Ở đây đang bao dăm luôn nè. Bao dăm. Giờ xài bằng máy không khỏe quá ha. Cái này dầm mình để mình lái hả? Bơi á. Bơi luôn hả? Wow. Rồi cái số người ta tặng cho mình số dầm đó rồi mình có lấy xài luôn không hay là xài luôn? Xài luôn. Nhưng mà mình làm thêm nữa ha. Làm thêm. Thấy dầm mà ta tặng cho mình thấy bản bự bự không trời? Đã thiệt chứ. Rồi giờ mình bây giờ mình cũng làm bản bự giống theo luôn. Cái này nó cho lại 5 cây. Cũng như cho theo 5 cây là chưa hoàn hảo ha. Rồi về mình làm lại. Vậy là cho theo là cho vậy đi hả? Rồi đây các bạn. Đúng rồi, cái này cũng như là chưa thành phẩm nè. Cho theo nè. Đó. Ha. Rồi giờ về đây mình tiếp tục mình làm thêm nữa. Đây nè. Đó nè các bạn, thấy không? Cái này là cái phần người ta cho bỏ theo ghe, chưa thành phẩm. Còn thành phẩm là riêng nữa. Vậy là trong đó là sửa lại rồi ha. Hồi nãy em có quay rồi. Vậy là cái trong đó là ảnh sửa lại nha bạn. Sửa lại theo ý mình. Còn cũng như ảnh đang làm mấy cây này là mấy cây người ta chưa thành phẩm người ta cho theo. Bây giờ ảnh tiếp tục ảnh làm cho nó thành phẩm lại luôn. Quá đã rồi. Rồi. Vậy thì mình quay bao nhiêu đây thì để cho các bạn tham khảo thì cũng đã biết được cái kết quả của cái ngôi chùa có thơm đó. Thì chiếc ghe có thơm đã hôm nay mình đã gặp lại mấy anh nghệ nhân, mấy anh họa sĩ đã vẽ bên có thơm xong. Ghe độc mộc bây giờ qua tiếp tục vẽ cho cái ghe ngò của chùa có thơm là cái ghe ngò đã bơi thường năm. Bây giờ đang lên qua văn lại luôn nha các bạn. Đó thì gặp anh nghệ nhân cũng đang sửa cây dầm. Đó là những cây dầm của ở bên mình mua ghe người ta tặng cho mình. Đó là nó chưa thành phẩm như vậy, tặng cũng mấy cây theo nữa nè. Rồi giờ thì ảnh đã làm cho nó thành phẩm luôn. Rồi còn một số thì thành phẩm người ta tặng đó thì ảnh cũng sửa chữa lại luôn. Mình cũng có mới quay nãy cho các bạn xem đấy ha. Đó, thì thôi mình cũng bao nhiêu thì các bạn cũng đã biết ha. Thì thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Đó, hôm nay mình cũng đã qua tới kho. Đó, anh quay cho các bạn xem. Đây là một cái cổng chùa. Rồi sẵn mình quơ sơ sơ lại cho các bạn xem tham khảo ha. Bữa hôm mình quay cái ghe ngò hạ đây nè. Đó, đây là cổng chùa. Đây cây cầu qua đây cái kho dữ lắm luôn, cái kho đó, cái kho có thùng nè, trong đó là để 3 cái ghe ngò đó. Thì sau này thì cái ghe ngò độc mộc nó xong rồi thì chắc cũng vô đây luôn nha các bạn. Hạ thủy xong rồi mình giữ được đua xong rồi chắc cũng đưa vô kho này luôn. Là hình như là còn 2 chiếc ghe ngò để qua bên cái kho cũ ở bên kia nữa nha các bạn. Hiện tại ở có thơm là tới 5 chiếc ghe ngò mà thêm một chiếc ghe độc mộc nữa là 6 chiếc ghe ngò đó. Hết còn không? Rồi, vậy thì mình cũng xin kết thúc video tại đây hết các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn.